Dạ vâng ạ, em xin trân trọng kính chào toàn thể các bác đang xem video. Hôm nay thì nhà em lại cập bến rất là nhiều mặt hàng lan rừng của bản địa Cao Bằng. Và đặc biệt nhất là hôm nay em có một mặt hàng hiếm, đó là hoàng thảo kèn rừng Lai Châu. Đấy, một mặt hàng phải gọi là cực kỳ hiếm trên thị trường rồi. Duy nhất hôm nay em có mấy cân để chia sẻ với các bác này. Đấy, hoa thì đang mùa hoa và hoa cực kỳ tím đậm các bác nhá. Em sẽ điểm qua những cái dòng lan của nhà em đang có trước, rồi lát em sẽ giới thiệu từng dòng một. Em có giáng hương đuôi cáo này, hài gấm, hài vệ nữ, hài vệ nữ bên kia giá cực kỳ rẻ thôi, địa lan kim lan giáo, hoàng thảo long nhán này, hoàng thảo long nhán dân vừa lấy về thêm rất là nhiều và hàng thì quá là rẻ luôn để cho các bác sưu tầm. Và ban đa hương tranh hàng hôm nay cũng rất là đẹp này. Đấy. Các bác mua hàng thì có thể gọi cho em theo số điện thoại em ghi ở trên tiêu đề. Đấy, số đấy là em cũng dùng cả Zalo luôn. Địa chỉ của em là ở huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng các bác nhé. Rồi ok, em sẽ không làm mất thời gian của các bác nữa, em sẽ vào giới thiệu chi tiết từng dòng luôn. Đầu tiên em sẽ giới thiệu dòng lan giá bình dân trước các bác nhé. Hoàng thảo kèn lát em sẽ giới thiệu ở dưới video. Đầu tiên có lan Vanda hương chanh này. Em bán là 60.000 đồng một cân. Em bán giá rẻ để cho chạy hết hàng nhanh. Giá cực kỳ rẻ thôi các bác nhé. Chỉ có 60.000 đồng một cân. Nên các bác mua 2 cân là thoải mái ghép rồi. Này, hàng rất là đẹp. Bán gọi là bán xô nhá. Bán giá xô là em bán 60.000 đồng không chọn. Này, đang có nụ hoa này. Vanda hương chanh, Vanda nhện xanh đầy đủ nhá. Vanda la kim ở đây có mấy loại liền cơ. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu hoàng thảo long nhán. Hoàng thảo long nhán thì giá cũng rẻ và hàng hôm nay thì cực kỳ đẹp, 60.000 đồng một cân. Cái dòng này thì hoa màu vàng cam các bác nhé, màu vàng cam cực kỳ đẹp. Đây, hàng ngắn, hàng dài, hàng dề có đầy đủ luôn. Đây, dân vừa lấy về đống này chắc tầm khoảng 50 cân đấy các bác ạ, 60.000 đồng một cân. Và cái giá cước thì bây giờ cũng rẻ rồi các bác nhé. Phí gửi thường bây giờ dưới 5 cân là chỉ mất có 30.000. Còn nếu mà các bác ở miền Nam thì em sẽ gửi nhanh cho thì phí là 40.000 đồng. 40.000 đồng một cân. Các bác ạ. Đấy. Còn bây giờ gửi thường thì nó chỉ có mất 30.000 dưới 5 cân thôi. Đấy, quá rẻ luôn. Hoàng thảo long nhán 60.000 đồng một cân. Tiếp theo là địa lan kim la giáo này. Địa lan kim lan giáo mặt hoa rất là đẹp các bác nhé. Cái dòng này nó cũng khá là lạ này. Dân vừa lấy về khoảng 2 cân. Nếu mà các bác nào muốn tìm hiểu thêm về cái dòng này thì lên Google để xem thêm các bác nhé. Nói chung là hoa nó màu cũng khá là độc lạ. Chỗ này thì em có khoảng 3 cân thôi, không có nhiều đâu. Và giá em bán là 150.000 đồng một cân. Quá rẻ luôn. Em bác nào chưa có thì mua một ít sưu tầm nhé. Cái dòng này hoa rất là đẹp này, cái quả của nó này. Tiếp theo em có hài vệ nữ này. Hài vệ nữ em có tầm khoảng 20 cân. Hàng rất là xanh đẹp, dân vừa bổ sung thêm. Ngày nào dân cũng đi tìm các bác ạ. Có rất là nhiều hàng. Cái dòng hài này thì em bán là 70.000 đồng một cân. Nếu mà các bác lấy 3 cân thì em sẽ lấy tròn 200. Còn nếu mà lấy để tẻ em lấy 70.000 đồng một cân các bác nhé. Đấy. Còn đến 5 cân em sẽ giảm cho các bác một ít. Đấy. Hai vệ nữ hoa bông to và khá là bền các bác nhé. Hoa của nó thì độ bền rất là cao. Tầm khoảng 2 tháng nó mới tàn các bác ạ.
hai vệ nứ 70 đồng một cân. Tiếp theo em có một ít kiếm lô hội toàn hàng dê này, 40.000 đồng một cân. Có một dê rất là to, bán theo cân nhé, em bán là 40.000 đồng một cân. Những cái hình đôi cáo lát em sẽ giới thiệu sau. Nói chung là giá nó cực kỳ rẻ thôi các bác nhé. Đây có một khúc nguyên bản này. Tiếp theo em sẽ giới thiệu hoàng thảo kèn rừng Lai Châu này. Hàng thì bây giờ hiếm lắm rồi các bác ạ. Đây, em có duy nhất 5 cân. Hoa thì bây giờ đang mùa hoa, hoa rất là tím các bác nhé. Cái dòng này thì giá khá là chát. Nếu mà các bác nào lấy được thì em sẽ chia sẻ cho các bác này. Đi các bác làm giống, nhân giống. Hoa thì cực kỳ tím luôn các bác ạ. Và mầm gốc bây giờ nó đang lên mầm gốc nhé. Một số cây nó cũng đang nhú lên. Nên nói chung là hàng từ rừng về thì nó có xuất sát một số các bác ạ. Này, đang nhú mầm gốc này. Cái dòng này em bán là 1.800.000 đồng một cân. Nói chung là cái giá nó rất là chát. Nên là bác nào chịu chơi thì mới lấy được nhé. Mua một ít để làm giống này, em sẽ bán 3 lạng trở lên. 1.800.000 đồng một cân. Đây, có một số hàng dề ngọn rất là to đẹp này. Đấy. Cả lô này có 5 cân các bác nhé. Nếu ôm lô em sẽ bán giảm thêm cho các bác một ít. Gọi là bớt một ít để cho các bác dễ sưu tầm. Lô này thì cũng không có nhiều đâu, 5 cân. Nếu mà các bác nào ưng thì alo cho em các bác nhé. Đấy, còn mua lẻ thì em bán từ 3 lạng trở lên. Đấy, hàng thì rất là hoa rất là tím đậm đẹp. Cái dòng này thì bây giờ hiếm lắm rồi các bác ạ. Quá là hiếm trên thị trường rồi. Nên các bác xem hết tất cả các shop lan rừng là không có hoàng thảo kèn rừng Lai Châu này đâu. Bây giờ cực kỳ hiếm. Phi điệp bây giờ là rầm rộ rồi. Còn cái dòng kèn này, kèn rừng Lai Châu này bây giờ các bác tìm thực sự là tìm không có. May mắn thì em mới được một lô đấy các bác ạ. 1.800.000 đồng một cân các bác nhé. Tiếp theo em sẽ giới thiệu những cái hình lan cụ thể cho các bác này. Đầu tiên là hình số 1, có hài gấm và hồ điệp rừng 100.000. Hài gấm đang ra mèo hoa các bác nhé. Đây. Đang ra mèo hoa dài bằng này này. Đấy. Hàng thì dân vừa lấy về nên là còn rất là tươi. Đây. Đa số đang ra mèo hoa khá là nhiều. Và có hồ điệp rừng một ít các bác nhé. Hồ điệp rừng các bác xem lại, cái chùm hoa nó rất là dài. Đây, đang có nụ hoa này. Đấy. Hình số 1 em bán là 100.000. Tiếp theo hình số 2 cũng 100.000. Đây, đang có mỉa hoa đây. Hình này có rất là nhiều. Đây, có hàng dề nữa các bác ạ. Hình số 2 100.000. Tiếp theo hình số 3 là dáng hương đuôi cáo của bản địa Cao Bằng 120.000. Đây, hàng dân vừa lấy về này, có rất là tươi. Xanh mướt cáo đỏ luôn các bác nhé. Cáo đỏ thì sẽ cho hoa tím đỏ rất là đẹp. Đây, có khá là nhiều ngọn này. Lá xếp con đỏ này. Hình số 3 là em bán là 120.000. Tiếp theo hình số 4 là một khúc nguyên bản cao lá xếp. Này. Này, cái khúc này là quá tuyệt vời nhá. Lá xếp xếp rụt luôn, bản lá to dày. Lá ngắn lá to dày. Đẹp quá các bác ạ. Cái khúc này đẹp tuyệt vời luôn. Cáo chuẩn bản địa Cao Bằng luôn nhá. Một cặp lá em không đếm nữa các bác nhìn là biết rồi. Một mẹ hai con các bác ạ. Đấy, xếp rụt rịt cực kỳ đẹp. Đấy các bác ạ. Hình số 4 này em bán là 350.000 các bác nhé. Thôi cúc nguyên bản là lá xếp này. Tiếp theo hình số 5 là 100.000.
Đấy, giá quá rẻ luôn các bác ạ. Này, đi các bác thoải mái ghép này, 100.000 là được, ghép được khoảng 2 giò. Tiếp theo hình số 6 này cũng 100.000. Này, quá rẻ luôn, cắt tỉa thế rồi các bác nhé. Này, cây khá to đẹp, giá cả hợp lý, hình số 6 là 100.000. Tiếp theo hình số 7 này, 100.000. Này, đi các bác thoải mái ghép luôn. Hình số 7 em bán là 100.000. Tiếp theo hình số 8 này, 100.000. À, 120.000 chứ. Hình số 8 là 120.000 đấy các bác ạ. Cáo xếp nhá. Này, xếp con rất là đẹp luôn. Này, cái lỡ này thì đi trồng cực kỳ đẹp này. Này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cây. Này, cây này bị gãy ngọn không tính đó. Là 6 cây, 6 cây này là đẹp này. Đấy. Hình số 8 là 120.000. Tiếp theo hình số 9 này, 100.000. Cái hình này lá dài lắm các bạn ạ. Không biết tại sao lá nó rất là dài. Đây, có một số cây lá ngắn đó. Cây này đẹp này. Đấy, cây này cũng ok này. Lá dài thì cái giống của nó dài các bác nhé. Hình số 9 là 100.000. Tiếp theo hình số 10 là 100.000. 100.000 được một đống này các bác, thoải mái ghép này. Tiếp theo hình số 11 này, 120.000. Cáo đỏ này, cáo đỏ sẽ cho hoa tím rất là đẹp. 120.000 cho hình số 11. Cây rất là to đẹp các bác nhá. Này, hình này quá tuyệt vời này. Tiếp theo hình số 12, 100.000. Hình này thì cũng quá đẹp. Này. Đấy. Tiếp theo hình số 13 này, cũng 100.000. Hai hình này rẻ đẹp quá các bác ạ. Vừa rẻ lại vừa đẹp các bác nhá. Tiếp theo có những cái giò cáo lá xếp này. Trồng rất là lâu rồi. Đây. Em bán đồng giá các bác nhá. Mỗi giò như này em bán 250.000. Là mỗi giò 3 cây. Bác mua 2 giò đi gộp vào thành một chậu là thành một tác phẩm đẹp ngay các bác nhá. Đấy. Mỗi giò 250.000.